Đây nha mọi người nhá, muốn chế biến được cái món láp biện này thì đây là cái phần phần non của con bò nhá. Thì bây giờ mình sẽ lọc cái phần này ra này. Lọc phần này nhá. Đây mình sẽ lọc lọc nha, lọc cái áp địa của con trâu nhá mọi người nhá. Tầm như thế này là được rồi. Đây nhá, đây là cái pịa của con bò mà mình lọc nhá. Bây giờ mình sẽ nấu lên. Đây là hạt dổi với mặc khén nhá. Hạt dổi mặc khén cho vô này. Đấy, ớt này. Món này thì đúng là chỉ có người ở vùng cao dám ăn thôi. Các bạn trẻ ở thành phố này chắc là nhìn thấy món này không thể ăn được. Cho thơm cho mọi người nha, bổ sung thêm ít ớt nữa cho nó cay, ăn cho nó sướng. Đấy. Còn đây cái lá chua nhá. Đây là lá chua tiếng Thái của bọn mình là gọi là bơ ho này. Thì mình sẽ cho vào cái nồi pịa nhá, cái nồi nước pịa. Dập ra nhá. Ăn cái một cành này. Cho vào đây. Để tí là mình chắt lên nước. À, có thủ.
À đấy. Đếm ngón tay của mẹ này. Đây là nồi thịt thịt bò lúc nãy mình thái ra mình ướp gia vị nhá. Để tí là mình đổ cái nước tiểu ở đây nha mọi người nha. Khi cái nước pịa với cái lá chua và nó sôi ấy thì mình bắc xuống. Mình đổ vào đây nhá mọi người nhá. Mình đổ vào cái món thịt mình bóp với gia vị ấy. Đấy, bây giờ mình đảo đây, đảo cho nó đều đây. Như thế này là hoàn thành cái món tiệc lát tiệc nha mọi người nhá. Rồi. Xin chào mọi người, sau một thời gian chuẩn bị tất bật cái món tiệc lát thì bây giờ cái mâm cơm chào mừng ngày Quốc khánh 129 của chúng tôi đã hoàn thành rồi. Thì cũng chỉ đơn giản thôi mọi người ạ. Thì đây đây là cái món món pịa láp nha. Thì hôm nay thì mình nấu cái pịa với cái lá chua lên thì sau mình đổ vào thì nó tái rồi, bây giờ nó tái chín rồi. Đấy. Nó không không ấy đâu. Nên còn đây là cái lòng bò này, đây cá suối nha. Đây là rau sống này. Đây là măng xào. Đấy. Thì cũng đơn giản này thôi. Thì ăn Tết độc lập của chỗ tôi thì cũng như thế này thôi. Đấy. Thế vào đây. Ngồi đi. À bây giờ thì bà thôi nhỉ. Bách đi có bà đi. Lát à. Nè, nghe dậy đi, dậy lên. Dần đi. Tết của tôi mau. Tôi mời mọi người dùng cơm chào mừng ngày Quốc khánh 129 với mấy anh em tôi nhá. Nào, hai ơi. Hai anh em. Ổn quá. Làm món món pịa láp nha mọi người nhá. Ăn kèm ít rau thơm này. Riêng các món đồ sống tái này thì cho ít rau thơm ăn nó mới ngon. Đây mọi người nhá. Vào đâu. Mọi người có biết đây là cá gì không? Cá trạch nha mọi người nha. Cá bống này.